Chính xác là hôm nào thầy đi Trung Quốc? 27, 28. Anh nghĩ là bây giờ đi. Đúng máu đấy. Không, cái Phương con đói ăn được đấy rồi. Đây, thì cái thiết kế mạch như này thì các em nối cho thầy một cái đầu tiên nối cho thầy một con led vào đã, không cần phải gì to tát cả, nối vào ví dụ giờ D0 đi, xong rồi không cần phải điện trở đâu nhé, mô phỏng mà làm phát đây. Này nó bắt dính ấy quá. Đấy. Thế này thôi, bây giờ thầy sẽ làm cho cái con led này nhấp nháy là thành công rồi gì? Đúng không? Rồi xê vào lại. Lưu vào đâu? Đây là tạo một thư mục tên là pic. Các em nhìn thầy lưu cái thư mục của thầy như này nhé. Vào D này, PCAS class này, vào Arduino 01 này, vào A, vào PIC. Vào Arduino 01 xong vào PIC. Đấy. Tức là lưu nó có một cách khoa học, lần nào mình nhìn nó thấy ngay. Hiểu không? Thế bây giờ mình cho là bài gì nhỉ? Blink đi. Blink này nhấp nháy. Chớp mắt. Đấy, lưu nó lại, xong rồi. Được chưa nhỉ? Bước thứ hai này chúng ta mở cái Pixi lên. Làm Pix này so với cả Arduino thì nó mệt hơn nhiều. Vào File này, vào New này, xong Project Wizard. Project Wizard. Sau đó thì chọn vi điều khiển. Lưu đã. Lưu ở D này. PCAS class. Vào Arduino 01. Vào PIC. Vào Blink. Cho main cũng được. Save. Xong rồi chúng ta chọn cái loại PIC mà chúng ta dùng ấy. Chúng ta thiết kế PIC 16F887. Đây 16F887. Chọn. Thế trong phần thạch anh này này, chúng ta để crystal. Thạch anh ở đây chúng ta hàn ở mạch thật là bao nhiêu thì chúng ta điền vào đây bấy nhiêu. Đấy 20 mê. Xong trong cái example code này các bạn chọn blink. Lần đầu tiên thì chúng ta chọn thôi, các lần sau thì chúng ta chả cần. Cái mạch thật chúng ta thiết kế led vào D0 thì chúng ta để D0. Sang code đây nhìn thử cái code mẫu. Nhìn thử code mẫu. Thấy mọi thứ ok rồi thì chúng ta bấm vào create project. Được chưa? Create project. Thế sau đó quay lại cái chỗ này thì là coi như là ok rồi.
Đấy. Thì các em thấy là mẫu nó như thế này. Thì mình biên dịch vào comply xong vào build. Thế bao giờ nó hiện ra hai cái dòng phần trăm ấy, thế là coi như xong. Thế các em nhìn xuống phía dưới này, này là nhìn chữ build successful, nhưng mà thường khi biên dịch chúng ta nhìn hai cái dòng RAM với ROM này là có phần trăm là ok rồi. Là biên dịch thành công, nếu không là lỗi. Thế sau khi biên dịch thành công như thế thì chúng ta sang phía bên này nạp chip kích loop vào đây. Bấm vào nạp tìm cái main.h ở đây. Chạy. Nhớ là ở phía bên này là bao nhiêu mê. Lúc đấy chúng ta chọn là bao nhiêu mê, thấy anh bao nhiêu mê nhỉ? 20 thì bên này chúng ta sẽ sửa thành 20. Cái chữ megahertz này thì MH là to còn Z là bé. Ok. Sau đó thì lưu nó lại. Và play. Trong trường hợp mà đối với dòng PIC 18 ấy, mô phỏng nó không chạy ấy, thì cái chân số 1 là các bạn nối lên dương là nó khắc chạy. Đấy. Thế còn ở đây chúng ta thấy nó đã nhấp nháy rồi, và các chân khác thì nó không liên quan gì. Cho nên là nó để cái màu xám. Thế bây giờ mình mới đi tìm hiểu xem là các bạn cho nó chạy hết đi. Chạy xong rồi bắt đầu đi tìm hiểu ý nghĩa của từng cái một. Hả? Cái gì khác bản? CSS không giống như thế thì nó sẽ na ná. Em tìm thế nào có chỗ để chọn. Thứ nhất là chọn vi điều khiển. Thứ hai là nếu như không có cái phần chọn vi điều khiển ấy, thì các em cứ không có phần chọn cái ví dụ ấy, example ấy, thì thôi. Nhưng mà vẫn phải chọn vi điều khiển là 1 và cái tần số thầy anh là 2. Vẫn phải chọn hai cái đấy. Thế sau đó thì các bạn, nếu bạn ở đây các bạn nào dịch xong rồi chạy rồi chưa? Chưa chạy à? Lưu ý cái trước mở ngoặc và sau mở ngoặc. Cái này em tự nó bảo và 5 thì cứ ra. Cái này có phải em tạo
Bây giờ còn cái này nhá các em ạ. Của thầy tạo tự động ấy thì mấy cái chữ này này là nó nằm ở trong file main này, chuột phải vào main này, chọn open file as cursor này này. Thế nó nằm ở đây này. Đấy. Trong file main.h của thầy là có bằng này thứ. Các em không có, các em gõ vào. Thầy chú thích là trong file main.h của thầy là có bằng này thứ nhá. Đấy. Kích vào đâu? Chuột phải vào cái chữ main.h ấy, xong rồi chọn open file as cursor. Em gõ thêm hai cái chữ led, cái chữ là defy led pin D0. Không, em là biên dịch trưởng. Em tạo bố tích à? Hay là em tạo ấy? Cái đấy thế thì phải cái kia phải có chứ. Thế em gõ cái chữ main chấm hát vào. Vâng. Thế không phải. Tên của nó là Blink, em phải để nguyên Blink. Gõ lại đi. Thế. Đó. Tên nó thế thì thế được rồi, em bây giờ như này nhá. Cái này kệ đúng không? Nhưng em gõ hai cái dòng đây là của em thiếu. Hai dòng e file này. Gõ vào đây cũng như này luôn. Không có gì, 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 không có g
cái mấy cái cũ của nó đi không rồi? Em gõ thêm hai cái dòng DeFi led như của thầy. Hai cái dòng đấy. Thế là em xong thì có vào bên dưới bên chân khác. Vào con 2. Đấy, vào con 2 chứ. Bên trái nhé. Thế là xuất thật. Nó chạy rồi. Đấy. Rồi con 2 là được rồi đấy. Không quá. Không, để nguyên. Gõ có mỗi cái chữ hai cái dòng DeFi thôi. Cái phần mờ mờ này trong DeFi chấm hát. Tóm lại là như này các em nhá. Là các em tạo ra file của các em là file main ấy. Đây này. Nhìn nhá, main ở đây thì ở đây là main. Của các em đây là blink thì đây là blink. Đây là trên đây là gì thì nó là thế vì nó tự tạo ra mà. Đừng có đổi. Thì các em gõ thêm cho thầy hai cái dòng này. Thank you.